Nếu cuộc đời là những chuyến đi, thì điểm dừng chân kế tiếp trên chặng hành trình ấy sẽ là nơi nào? Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu. Một thời đàn bố, một thời hoa bình. Là Việt Nam, đất tổ Hùng Vương, là mong ước trở về nguồn cội, nơi dòng thiên bay lên báo hiệu mùa gặt mới. Đất thủ đô ôi đẹp ngàn đời. Miền Trung ơi, khúc ruột quê mình, nơi những con người cần cù ngày đêm bám biển, chỉ đến khi dừng lại mới cảm nhận được vị biển, vị mặn nồng nhưng cũng đầy xót xa. Kìa, một cơn bão lại về. Miền Nam tôi cây lành trái ngọt, những con người hiền từ chân chất, những công trình mang theo những hoài bão về đất nước này, chắp cánh bay xa. Chúng tôi, những con người xa lạ, ngày hôm nay tề tụ một mái nhà, những ngày tháng cùng nhau chu du khắp mọi miền, cùng vui, cùng buồn, cùng sẻ chia và cùng tranh cãi, để rồi hôm nay thân thương hai tiếng gia đình. Đi để thấy quê hương từng ngày đổi mới, để những bản sắc cội nguồn chảy vào đi. Đi để kết chặt tình anh em dân tộc, để thấy yêu hơn đất nước này. Tôi yêu mùa thị xuân, tôi yêu cùng non sông cất cánh. Kìa chúng ta đã xa xa, ba bốn anh đang dắt trâu ra đồng. Kìa chúng ta thật lanh đanh, tôm cá tươi, bác ngư dân cười vui. Kìa có em miền Trung